Giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu với vòng tiếp theo được mang tên Thử Thách Của Nàng. Ba cô gái sẽ đối mặt với thử thách mà họ đã bốc thăm. Vị trí đầu tiên, bạn Đồng Nghi, đó chính là thử thách tài năng nghệ thuật. Vị trí thứ hai, Trang Anh, cũng là tài năng nghệ thuật. Còn vị trí thứ ba, đó chính là bạn Kim My, sẽ xử lý một tình huống thực tế ngay trên sân khấu. Và bây giờ, xin mời bạn Kim My. Mời Kim My. Kim My ơi, chị là diễn viên, chỉ là chị không có áp lực gì hết, cho nên là có cách nào em tự gỡ chối cho mình. Đừng có ngại chị nha, lỡ chị có nói gì không vui lòng đừng buồn phiền ha. Coi như đây là một cái thử thách nhỏ nhỏ nha. Anh là ai? Em là anh của người em chị đó. Giải thích xong muốn rối não luôn. Cậu chỉ là một cái người bảo vệ thôi. Gia đình tôi giàu có, quyền lực, tôi sanh hai con trai kìa. Cậu vô cậu đứng ngay giữa hai thằng trai coi. Chị vậy chìm hàng. Để thấy cái sắc đẹp, hiểu không? Chứ sao mà làm cậu tôi được. Để em ra gác cổng. Em ra gác cổng. Ai đây? Bạn gái còn hả? Bạn gái. Bảo vệ mày đã có bạn gái. Bạn gái của con chị mà. Hả? Bạn gái con chị. Bạn gái của Quân Toàn. Tôi mời cô vô đây ngồi. Khó lắm. Em bình tĩnh nha. Con ngồi. Tôi mời ngồi là tôi mời xã giao. Tôi mời cho sang vậy thôi. Tôi kêu ngồi cái ngồi liền trong khi tôi đang đứng vậy. Dạ xin phép bác cho con ngồi. Ờ. Chứ nhà cái ngoài cái ngồi à. Ngồi đi. Dạ con cảm ơn bác. Lấy con tôi làm nghề gì đó? Dạ con làm văn phòng. Tôi nghe đồn đâu á là cô buổi sáng đi làm, tối là lập ca sĩ phải không? Tôi không có đồng ý nha. Con tôi là nhà gia giáo, ca sĩ nghệ sĩ. Tôi có thích con gì? Gì mà ồn ào náo nhiệt lắm. Việt Hương. Trời đất ơi. Tối mở tivi lên là thấy bả à. Mà ồn dễ sợ. Góc miếng nước con thử chơi. Dạ. Dạ con mời bác. Cái nước này là chanh đào ngâm với mật ong rừng. Hoàng rapper cái thằng đó cũng ồn ào, nói nhiều. Rồi cái là cái nó mới gửi cho tôi. Rồi tôi để ra đây nè, để cô biết ý không. Giờ thuyết phục tôi làm sao mà lấy được hai thằng con trai tôi nè. Dạ con biết là gia đình bác nhà gia giáo có và kinh tế ổn định có tiền thì gia đình con thì không có được như vậy, nhưng mà con tự tin với bác một điều á là dù gia đình con không có giàu nhưng mà con có thể thay đổi được cái cuộc đời của con và cái gia đình của con. Bạn nếu bác đồng ý cho ảnh quen với con thì con sẽ cam đoan với bác là con sẽ giúp ảnh tốt hơn. Con tôi nó ngoan sẵn rồi, con quen ảnh lâu rồi con biết ngoan mà. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ảnh cái sự va chạm ngoài đời này kia, cái trải nghiệm của ảnh còn ít lắm, bị nhà nó giàu. Dạ, đúng rồi. Ở nhà chơi đánh đàn pin đâu không ạ. Thì bởi vậy con có thể giúp ảnh thay đổi được để khâu này có kinh nghiệm sống hơn không con? Dạ đúng rồi. Nhỡ khi đây chỉ là bề ngoài gia đình hạnh phúc có cái đàn piano, còn nếu như mà gia đình tôi một mẹ nuôi hai ba con cũng nghèo, ngày xưa tôi nuôi Quân nó cũng cực khổ, rồi giờ còn hai đứa con nữa thì cô tính sao? Dạ con có thể kiếm tiền phụ cô hoặc là con. Nhưng mà tôi không thích nghề ca sĩ, đi đêm về hôm rồi bận đồ hở hở vậy. Tại vì cái đó là cái nghề tụi con thì người ta yêu cầu như thế nào thì con bận như vậy, chứ thực chất là con có thể đàm phán lại mà, con có thể từ chối mà. Phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tôi nghe đồn hai ba người rồi qua tràn vô nhà tôi lấy con trai tôi muốn coi cái cô nghi nào đó đi qua hát hòa gì coi thử coi có đẹp sạch mắt tôi không. Xin mời em Đông Nghi. Có hai thằng trai, cô định lấy thằng Toàn hay cô định lấy thằng Quân? Dạ con quen anh Quân đó giờ đó. Quen anh Quân đó giờ nhỏ nhớ dai thông minh dễ sợ chịu thôi chết rồi. Bà chủ Đông Nghi. Đông Nghi già nữa rồi, cô có gì cho tôi coi không? Ca hay múa giỏi gì không? Cái nhà tôi giàu lắm, bây giờ không có cần làm cái gì hết trơn, tràn vô nhà tôi ca hát cho mẹ chồng vui là tôi đồng ý. Bây giờ hát bài tặng tôi được không? Vậy con xin phép tặng bác một bài. Nhỏ có cái răng khểnh nó cứ điên, tôi chịu rồi. Hát bài gì? Con đến nhà bác thì con lỡ mang một bộ đồ màu hồng rồi, em gửi hai anh con trai của bác cũng như là bác và anh bảo vệ ở đây một ca khúc cũng liên quan tới màu hồng, được mang tên Pink Girl. Ê tớ nghe là tao hát bài lòng mẹ con. Yo.
hay, nhảy giỏi, còn nói gì nữa. Ngại xuất sổ, ngồi để nghỉ ngơi luôn con. Tại vì lần đưa con gặp bác cái hai ảnh cái con hơi run run. Hơi run run. Dạ. Con mời bác ngồi trước. Ngồi đó, nhỏ thấy chưa, nhỏ biết ý vậy sao. Đất ngồi con. Bà chủ ơi, bà chủ. Còn cô đứng ngoài này nữa bà chủ ơi. Thì bởi vậy tôi mới nói, tôi biết là còn cô nữa. Mà nhà có hai thằng trai, tôi đâu có đẻ được nhiều. Thôi thì tụi con cũng phải đành chịu thôi. Gã anh bảo vệ luôn bác. Đấy không, cái gã bảo vệ luôn hả? Hợp lý, tôi chịu á. Được được, tôi bảo vệ là nó có một vợ ba đứa con rồi. Thôi thì giờ cho con bé Trang Anh ra đây con, con gái không nhỏ được. Này cũng hàng xóm tôi đó lên dắt. Trời ơi sao đẹp dữ vậy ta. Nè con trai của mẹ đi vô đi để tôi lo cho con bé. Nè con, bác thì bác có hai đứa con trai hà, mà giờ đây nè có hai đứa con gái nó qua đây rồi, giờ con gái coi làm sao cho bác coi được. Cái bác gả cho bị gia đình bác giàu lắm, bác mướn sáng quay phim về quay phim nữa không được, bác gả lên cho quay phim luôn nghe không. Dạ. Giờ có tài năng gì làm cho bác vui không? Dạ con hát. Hát cho bác nghe. Dạ micro nè, nhà bác karaoke sẵn. Để giờ hát bài gì? Con xin phép gửi bác và hai anh con trai một bài hát khá là dễ thương. Một bài hát được mang tên Keep Me In Love ạ. Trời đất ơi. Vô ra giữa sân khấu con. Giữa nhà bác á. Phút trong mỗi khi anh đến gần, kỳ trần thon quyến rũ ngọc ngà. Phút trong mỗi khi em ngước nhìn, kiều mi cong mắt ước say đắm. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em chẳng yêu đuối như bao người. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em anh hằng mong nhớ. Trong con tim chẳng thể xa dấu phút giây. Baby keep me in love, keep me in love. Hãy nói yêu thương ngọt ngào, anh dành gì em mất thôi. Baby keep me in love, baby keep me in love.
mệt gái. Trời đất ơi, tôi già rồi, giờ gần sáu mấy bảy chục tuổi ngồi gái. Thanh xuân đã qua rất lâu, thấy ba đứa gái vô trời nhìn tươi xanh. Bây giờ tôi lo, bởi vì ba đứa nào cũng được, dễ thương. Nhỏ này có cái má lúng đồng tiền, con bé kia có cái răng khỉnh, cái gì tôi cũng chịu hết. Mà giờ tôi sanh có hai thằng con trai. Thôi thì ba đứa con về gửi lời với ba má nghe không, là đi qua gặp bà bác cái gì Khương đó, là bả là bả mê ba tụi con lắm, chúc tụi con thành công trên con đường đã chọn. Bây giờ ba con về nhà đi, để bác nói lại với hai thằng trai rồi coi cái tình hình tụi nó làm sao, cho xin vài phút giải lao để hai đứa con tôi nó thấm mồ hôi.